Nhân dịp đầu năm mới nhâm dần 2022, huyện Đức Huệ tổ chức họp mặt các chức sắc tín đồ tôn giáo trên địa bàn huyện. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo địa phương cùng các chức sắc tín đồ tôn giáo điểm lại những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội mà quyện nhà đạt được trong năm 2021. Năm qua, trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư bùng phát với diễn biến phức tạp, gây không ít khó khăn đến đời sống xã hội, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn quyền đã có nhiều hoạt động tích cực, góp sức cùng chính quyền địa phương và nhân dân chống dịch, như hỗ trợ 12 căn nhà tình thương trị giá 500 triệu đồng, vận động trao tặng 500 phần quà, 12 tấn rau, củ quả các loại và thịt trứng cho lực lượng chống dịch, người dân nghèo ổn định cuộc sống trong đại dịch. Lãnh đạo viện Đức Huệ ghi nhận những đóng góp tích cực của các tôn giáo đối với sự phát triển của viện trong thời gian qua và mong muốn với vai trò hạt nhân đoàn kết, các vị chức sắc, chức việc tôn giáo tiếp tục vận động đồng bào có đạo xây dựng quê hương phát triển về mọi mặt, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân cũng như các tín đồ các tôn giáo tại địa phương.